Và một trong những người có tình cảm rất sâu sắc đối với nghệ sĩ nhân dân Diệp Lang, cũng trong ngành sân khấu cải lương này, có lẽ chúng ta đều biết, đó là nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy. Ngày hôm nay chị cũng đã có mặt ở nơi đạo tràng này, và chắc chắn giờ phút này chị cũng muốn nói những lời tâm sự và tưởng niệm đến nghệ sĩ nhân dân Diệp Lang. Xin trân trọng kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính bạch chư tôn đức, kính thưa các thầy, kính thưa quý cô, kính thưa quý vị Phật tử. Hôm nay thì Lệ Thủy rất là xúc động. Trước hết thì Lệ Thủy xin cảm ơn nghệ sĩ Châu Thanh, Ngọc Quyền, Xuân Phước, và trước là cảm ơn thầy Thích Minh Phú đã tổ chức một cái buổi lễ tưởng niệm, và Lệ Thủy được đứng đây để mà nói lên những cái chuyện gì mà, những cái tâm tình mà Lệ Thủy chưa có dịp để mà nói thẳng với anh Lang. Mới vừa đây thì trong cái giới cải lương của Lệ Thủy đã mất mát rất là nhiều. Vũ Linh, xong rồi cái tới Diệp Lang, rồi nghe nói tới đây là có em Tiến Dũng nữa, cũng là trong giới cải lương của chúng tôi. Hôm nay thì em xin nói về anh Lang. Anh Lang kính mến Lệ Thủy. Đối với anh Lang á, Lệ Thủy lúc nào cũng tôn kính anh như là một người anh, một người thầy. Tại vì Lệ Thủy với anh Lang là thâu dĩa rất là nhiều. Trước năm 75 thâu dĩa cũng rất là nhiều, nhưng mà không có hát chung trên sân khấu. Sau 75 thì Lệ Thủy về đoàn Sài Gòn 2. Thì phải nói là cái công của anh Diệp Lang rất là nhiều đối với Lệ Thủy. Vì lúc trước Lệ Thủy là chuyên hát những vở tuồng kiếm hiệp, hương xa. Nhưng mà khi về Sài Gòn 2 thì Lệ Thủy phải hát một cái vở tuồng xã hội, đó là tuồng Lỡ Bước Sang Ngang. Thì anh Lang đã dạy cho Lệ Thủy. Mà quý vị biết là khi một người mà hát cái loại hương xa tuồng này kia đó, khi về xã hội, hát xã hội thì nó rất là dư giả tay chân được, rất là với lời nói phát âm không có, có đúng như là một người thật sự. Người xã hội thì mình nói, mình phải nói như là thật thì người ta mới thấy, người ta mới thích xúc cảm. Chứ còn mà tuần xã hội mà mình nói theo cái vở tuồng như hương xa thì không được. Anh đi Lang anh dạy cho Lệ Thủy, xong rồi cái là hát thêm một vở tuồng nữa là Ánh Lửa Rừng Khuya. Rồi cái Lệ Thủy mới về đoàn Văn Công. Thì một thời gian sau thì anh Lang cũng về nữa, và anh em cũng hát chung một thời gian. Mà cái duyên cớ thì sao đó mà Lệ Thủy lúc nào cũng đóng con anh Lang không à. Trong thâu đĩa cũng vậy, mà hát video cũng vậy, mà về hát tuồng cũng vậy nữa. Anh Lang anh dạy cho Lệ Thủy là trong cái... Lệ Thủy còn nhớ là sau khi mà đi đoàn 284 lại có cái dịp là đi để mà giao lưu với mấy giao lưu ở nước năm nước Tây Âu, thì có bốn cái trích đoạn là mỗi chị phải hát một cái trích đoạn, và có một vở tuồng Đời Cô Lựu. Thì Lệ Thủy đóng con của Diệp Lang, thì hai anh em sắp xếp để mà hát cái vai Kim Anh và cái vai ông Hội Đồng Thăng. Thì cái vai Kim Anh lúc trước thì cũng không có gì, nhưng mà sau này rồi thêm, rồi anh Lang cũng có ý kiến với soạn giả viết thêm cho Lệ Thủy hát, hát Màn Dí Châu Vô Chuồng, rồi hát hai cha con tập diễn với nhau để cho khăn sơ cái màn mà Lịch Sử Âu Tây Không Được Phép Lục Xót Bắt Đàn Bà. Chỉ nói một câu đó thôi mà khán giả rất là vỗ tay. Mà những cái đó là Lệ Thủy rất là nhờ anh Lang rất là nhiều. Là tại vì anh nói tù xã hội là phải dứt khoát, không có được nói mà nếu người ta không có cười. Đó là cái cách dạy của một người anh để dạy cho Lệ Thủy. Mà Lệ Thủy mà thành công được hôm nay á, mà có được cái tên Lệ Thủy như hôm nay là công ơn của anh Diệp Lang rất là nhiều. Nhưng mà anh giờ anh mất rồi thì mình không biết nói làm sao. Thôi thì em chỉ biết là cầu mong cho anh sớm về nơi đất Phật. Và Lệ Thủy cũng gửi lời chia buồn cùng với gia đình, cùng với Thu Phong. Em hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe, lo cho các con. Chị Thủy gửi lời chia buồn với gia đình, cùng tất cả bà con trong gia đình của anh Lang và Thu Phong.
Một lần nữa, Lệ Thủy xin chân thành cảm ơn và chúc anh sớm về nơi đất Phật. Kính thưa quý vị, bây giờ thì Lệ Thủy sẽ hát cho quý vị nghe. Bây giờ cái lớp cái gì, Lệ Thủy hát một câu vọng cổ trong cái vở tuồng Nửa Đời Hương Phấn mà Lệ Thủy hát với anh Diệp Lan. Anh Diệp Lan á, làm cha của Lệ Thủy mà không có thương Lệ Thủy, cứ bên bà chị không à. Bây giờ em hát cho anh nha. Biết mà, Vinh hoài hả? Hồi đó con với chị hai á, mà có gây gỗ với nhau gì á, ba cứ nói rằng con sai con lỗi. Mà không sai không lỗi sao được. Tại vì con nè, con chỉ là một đứa bé bị bỏ rơi ngoài gốc mẹ gốc mít, được ba lượm về nuôi cho tới bây giờ. Đánh đứa thì khôn ngoan, còn đứa thì vô cờ. Ăn nói em coi nồi, ngồi cứ nói coi hớ. Thấy con buồn các ba nói như ma trùng, thấy con cười các ba nói vô duyên. Mở miệng ra một mang khen, hai mang khen, nghe ngọt sắc à, không hề nghe nói tới mấy rượu nữa vậy á, mà còn luôn miệng khoe với bà con lối xóm. Còn khoe của tôi nói yêu thảo vô cùng, sau đó là bà đặt con á là con me con mít con lượm con rơi gì á, nó dễ con miệng.